Chiều nay, Công an tỉnh Vĩnh Long tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ. Tham dự buổi lễ có ông Lữ Quang Ngời, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, ông Nguyễn Hiếu Nghĩa, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức tỉnh ủy, ông Đặng Văn Chính, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính tỉnh ủy. Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tá Nguyễn Trọng Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long đã trao quyết định bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Thanh Phong, sinh năm 1976, quê quán huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long, quyền trưởng phòng xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, Công an tỉnh, đang biệt phái làm Phó trưởng Ban Nội chính tỉnh ủy, giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long và tiếp tục biệt phái tại Ban Nội chính tỉnh ủy Vĩnh Long. Nhận nhiệm vụ, Đại tá Nguyễn Thanh Phong bày tỏ quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, đoàn kết nội bộ, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Phát biểu tại buổi lễ, ông Lữ Quang Ngời, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, chúc mừng Đại tá Nguyễn Thanh Phong, tin tưởng trên cương vị mới sẽ tiếp tục phát huy tốt năng lực, kinh nghiệm thực tiễn, nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, tham mưu tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh chỉ đạo thực hiện tốt công tác nội chính, phòng chống tham nhũng tiêu cực, phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh.